Mía lưu hay sao? Và đây sẽ là một video hơi đặc biệt hơn một chút. Để ở trong video này thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn sử dụng Facebook Graph API để đăng bài ở trong nhóm hay là để comment hay đăng trên trang cá nhân vân vân. Mà ở video này thì đơn giản là mình sẽ chỉ giải thích cách mà một số bạn bạn ý dùng Facebook Graph API để bạn ý đăng bài trong nhóm như thế nào mà thôi. Còn lý do tại sao thì bởi vì cái này á nó là một cái không chính thức, nó đang hơi đi ngược với cả những cái chính sách của Facebook. Cụ thể là nếu các bạn đọc tài liệu ạ, thì từ phiên bản 19 thì chúng ta đã bị bỏ đi những cái quyền liên quan tới đăng ở trong group rồi. Và cái lý do ở đây thì có chủ yếu nó liên quan tới gọi là liên quan tới chính sách dữ liệu thôi. Càng ngày thì các cái dữ liệu nó càng được siết chặt và càng ngày thì họ những cái bên cung cấp dịch vụ như Facebook thì họ càng phải làm căng để họ bảo vệ cái dữ liệu của người dùng. Hoặc là đơn giản là họ không muốn bên nào khác ngoài họ thu thập được cái dữ liệu đấy. Đó, thế thì tại sao mà ở trong những cái video, ví dụ như video này, hoặc là nếu mà các bạn có những cái nhóm trên Facebook, các bạn sẽ thấy thỉnh thoảng sẽ bị spam đúng không? Và sẽ bị spam rất là nhiều những cái nội dung, nó lặp đi lặp lại và nó liên tục. Thế tất nhiên là họ sẽ không làm thế bằng tay, mà họ sẽ phải có một cái phương pháp để mà có thể đăng được tự động được như thế. Thì mình không thích cái việc mà chúng ta đi phá luật hay là chúng ta sử dụng những cái trick để qua mặt tài liệu, nên là biết thì biết thôi nhé. Ở video này mình sẽ chỉ ra cho các bạn một số những cái cách thôi, chứ còn mình không hướng dẫn cụ thể. Đấy. Thế thì như ở đây mình đang có một cái nốt gọi là HTTP request, các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản như thế này thôi. Đó. Và trong cái nốt này này thì đây là một cái URL rất là bình thường, một cái get của mình. Và cái get này của mình thì cái đường link là gì? Là graph.facebook.com. Tiếp theo ở đây thì mình có một cái này nó là cái group ID. Group ID có nghĩa là ID của từng nhóm á. Chúng ta có user ID là ID cá nhân này, chúng ta có page ID là ID của trang này và chúng ta có group ID là ID nhóm. Thế thì với cái ID nhóm này thì mình sẽ có cái endpoint là feed. Đấy. Cái này thì nếu các bạn tìm tài liệu Facebook của những cái bản bây giờ á thì các bạn sẽ không thấy đâu. Các bạn tìm ở những cái phiên bản trước thì các bạn sẽ thấy. Thế thì cái feed này mình đang có một cái request get đến. Và ở đằng sau thì mình sẽ có một cái access token. Đấy, thì đây là một cái access token của mình. Và cái access token này nó không phải là cái access token thông thường. Nó là một cái mà các bạn sẽ không thể request được nếu mà các bạn làm theo những cái clip trước đây mình hướng dẫn. Đấy, thường là chúng ta sẽ vào developer đúng không? Xong rồi các bạn sẽ tạo một cái mã. Nhưng cái mã đấy thì nếu các bạn sử dụng ở đây thì nó sẽ không trả về gì cả, nó sẽ báo lỗi chúng ta thiếu quyền. Còn cái token này là một cái token khác, một cái token nó đặc biệt hơn. Đấy. Còn tại sao có được cái token này thì xin phép là mình sẽ không nói. Cái này thì các bạn sẽ tự đi tìm hiểu thôi. Nhưng mà với cái token này thì chúng ta làm được gì? Thì nếu mình ấn test step ở đây nhá, thì các bạn sẽ thấy rằng cái token này nó chạy ra, nó sẽ trả về cái kết quả là nó sẽ lấy toàn bộ những cái thông tin ở trong một nhóm về các bài đăng, về lượt bình luận, về lượt like, lượt share, vân vân. Đó. Thế thì cái nhóm này là nhóm nào? Thì đây là cái nhóm mà mình đã lấy thông tin. Nhóm Reddit Việt Nam RVN, RVN Group ạ. Thì đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy đây là bài viết mới này. Bài đầu tiên là về gaming này, bài thứ hai là về anti-work này. Đó. Và cái bài thứ hai này thì chúng ta có gì 260 lượt tương tác và chúng ta sẽ có một số cái bình luận đây, 40 bình luận. Thế thì khi mà quay trở lại đây các bạn sẽ thấy rằng cái data này, data không sẽ là gaming. Và nếu mình thu nhỏ cái này lại, các bạn sẽ thấy data 1 ở đây sẽ là anti-work. Có nghĩa là cái này nó lấy được cái bài đăng rồi. Nó và không chỉ ở bài đăng, nó còn lấy được cho mình cái gì? Cái link. Đó. Nó lấy được cho mình số lượng comment. Nó lấy được cho mình toàn bộ những cái comment ở đây, thời gian người ta comment, số lượng người đã like cái comment đấy, tên của người comment, ID của người comment, đó. Và đây có rất là nhiều dữ liệu nữa. Đây, rất là nhiều những cái dữ liệu ở trong này. Thế thì cái này á nó là cái cách để mà các bạn có thể lấy được thông tin từ một trang Facebook, à từ một cái nhóm Facebook. Đó. Và để mà chúng ta có thể đăng được lên trên một nhóm Facebook ấy, thì các bạn chỉ cần thay cái get này bằng cái post và các bạn sẽ thêm vào đằng sau cái dấu hỏi chấm này
thêm một cái parameter là message, và các bạn gửi một cái message đi thì nó sẽ được đưa vào trong nhóm đó. Thì cái này nó vẫn là chúng ta sử dụng API thôi, nhưng mà cái asset token này nó đặc biệt hơn bình thường một chút đó. Các bạn hãy hiểu đơn giản là như thế nhé. Thế nên là ở đây vẫn nguyên tắc cũ, vẫn dùng API, vẫn dùng Graph Facebook, vẫn dùng asset token và vẫn có một cái endpoint. Nhưng mà cái khiến cho cái lệnh này nó chạy á, là cái asset token này, cái asset token này nó đặc biệt hơn. Thế thì khi mà mình chọn vào cái trình gỡ lỗi mã truy cập á, thì các bạn thấy thấy là ở đây cái quyền này rất là nhiều quyền, nó cho chúng ta hầu như toàn bộ tất cả các quyền, nó không thiếu những quyền nào cả đó. Và nếu mà bình thường khi mà các bạn là sử dụng developer Facebook ở đây và các bạn tạo ra một cái mã thì chắc chắn là những cái quyền này nó sẽ không có được nhiều như thế đâu. Đấy. Thì đây là tất cả những cái mà nó cho này. Mặc dù nhá, mình không hề yêu cầu những quyền đấy, nhưng mà nó vẫn cho mình cả Instagram, cả page Facebook, nó cho mình cả những cái thông tin đấy, rất là nhiều những cái thông tin này. Thế thì cái asset token này ấy, cái vấn đề của nó gì? Vấn đề của nó đấy là nó không theo tài liệu chính thức của Facebook. Nó gọi là nó hơi bị đi ngược lại với cả cái chính sách. Thế nên là khi mà các bạn sử dụng cái token này, cái token ở đây của mình ấy, thì rất là dễ để các bạn gặp phải những cái checkpoint của Facebook, hay là thậm chí là các bạn sẽ bị khóa tài khoản nếu các bạn cố tình sử dụng cái này nhiều. Đó. Tất nhiên là bây giờ á thì sẽ có nhiều cách để vượt qua. Chẳng hạn như là nó cũng là một cái token như thế này nhé, nhưng mà nó sẽ hơi khác đi một chút. Đấy. Nó sẽ không phải là cái token này, nhưng cũng không phải là cái token mà các bạn tạo ra ở trên trang developer, mà nó sẽ là một cái token khác. Nó sẽ không bị giới hạn quá nhiều checkpoint. Đấy. Thì đấy là về cái video ngày hôm nay mà mình xem được ở trên nhóm N8N ạ. Thế nên là nếu mà các bạn vẫn muốn sử dụng thì hãy cân nhắc nhé. Cân nhắc các bạn tìm hiểu, ok tìm hiểu được là tốt. Nhưng mà tìm hiểu xong sử dụng thì sử dụng đúng mục đích này. Xong rồi sử dụng thì cũng phải lường trước những cái tình huống và các bạn tự chịu trách nhiệm cho cái việc các bạn sử dụng cái asset token này. Rồi và trước khi kết thúc video này thì có một cái chia sẻ thêm cho các bạn, đấy là mình thì cũng quen với một số bên mà họ làm những cái dịch vụ như chạy ad hay nuôi bot như thế này á. Xong rồi cái lúc mà mình trao đổi với cả các bạn bên đấy thì các bạn bảo là thực ra thì đến bây giờ cái cách mà dùng token này nó cũng gọi là cũng không dùng để post nhiều lắm đâu, tại vì thường là nó sẽ liên quan tới cái việc bị checkpoint. Đấy, mà hầu như là bây giờ á thì mọi người sẽ đi dùng những cái tool để auto trình duyệt. Những cái tool đấy thì nó cũng gần na ná với cả cái nốt N8N Puppeteer mình đã chia sẻ ạ. Tất nhiên thì mình chia sẻ ở cái mức độ cơ bản để cho các bạn hiểu thôi. Còn đấy, nếu các bạn áp dụng vào thực tế thì nó có thể nó sẽ ra được giống như những cái hệ thống gọi là tự động bằng việc sử dụng những cái công cụ như là Puppeteer hay là những cái công cụ tự động hóa khác. Và có một cái nữa, đấy là bây giờ á, hầu như là những cái đội sử dụng chạy ad này hay là đội tạo bot nuôi bot này thì họ dùng phone farm, họ nuôi ở trên điện thoại. Thì mình cũng không đi quá sâu về cái vấn đề này, mà chỉ là cái lúc mà mình hỏi á thì bạn mình bảo là tại vì ở trên điện thoại thì nó thoáng hơn, nó không bị nhiều những cái chặn như ở trên web. Và đó thì cũng chỉ vậy thôi. Thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ ở cái góc nhìn là chúng ta học tập, chứ mình không muốn chia sẻ theo kiểu là hướng dẫn các bạn làm xong rồi các bạn sử dụng cho mục đích này, sử dụng cho mục đích kia. Cái đấy là tùy các bạn nhé. Và đấy là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.